trần. Đó là
vàng sáng chói rực rỡ. Như vậy lẽ ở đây, trong lúc đại chúng cùng nhau hướng tâm đến Đức Phật A Di Đà, một giả chí hành xưng niệm vào Đức Hồng Danh A Di Đà Phật, nếu trong lúc này hương linh muôn họ được dẹp nhiên, khởi được lòng chí hành chỉ kính cùng với đại chúng tha thiết, một giả chí hành xưng niệm vào Đức Hồng Danh A Di Đà Phật, thì hương linh sẽ nhận được ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà phổng chiếu xuống ngay trong lúc này. Hương linh nhớ, ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà đó là ánh sáng màu vàng sáng chói rực rỡ. Khi hương linh thấy ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà phổng chiếu xuống, hương linh hãy chắp tay lại và phát nguyện rằng: đệ tử con pháp danh là Liên Nhi, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy Phật, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy Pháp, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy Y Tăng, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy Y Dưới Phật A Di Đà, con nguyện quy vào ánh sáng quang minh của Phật A Di Đà, con nguyện được hoàn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thì ngay trong lúc này, hướng lên khởi lòng chỉ hành chỉ kính cùng về đại chúng, một giả chỉ hành xưng niệm dạng Đức Hồng Danh A Di Đà Phật, thì ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà sẽ giúp đỡ hướng linh giải thoát vạn sanh ngay trong lúc này. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa hướng linh, giờ này bắt đầu bước vào hồi phá công phu Đức Phật A Di Đà, một lần nữa xin cung kính hướng linh hãy mau mau thức tỉnh hằng thực, buông xuống dạng nhiên, khởi lòng chỉ hành chỉ kính cùng với đại chúng có mặt nơi đây, một giả chỉ hành xưng niệm dạng Đức Hồng Danh A Di Đà Phật, để sớm nhận ra được ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà phổng quang giúp đỡ hương linh giải thoát vạn sanh ngay trong lúc này. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bye.
hiện tiền đệ tự chung đặng phung đối Phật tiền một giả chi hành xưng niệm giảng đức hồng danh A Di Đà Phật. Xin cho đệ tử chúng con hành tâm nguyện đem công đức niệm Phật này hồi hướng nhân từ khắc thứ nhất của hương linh Phật tử nguyện thị nhị pháp danh Liên Nhi hưởng họ 30 tuổi, mất ngày mùng 10 tháng 8 năm Canh Tý, hồi hướng cho chư vị quan gia trai chủ cùng cụ quyền hấp tâu của hương linh Phật tử nguyện thị nhị pháp danh Liên Nhi hưởng họ 30 tuổi, mất ngày mùng 10 tháng 8 năm Canh Tý, nguyện nương nhờ công đức niệm Phật này mà chư vị hương linh sớm pha mê khai ngộ, quân ta được giảng viên một giả chi hành xưng niệm giảng đức hồng danh A Di Đà Phật, sớm nhận ra được ánh sáng quang minh của đức Phật A Di Đà, phát khởi được lòng hành kính nguyện quy Phật, quy pháp quy tăng, nguyện quy vào ánh sáng quang minh của đức Phật A Di Đà, phát nguyện vạn sanh tây phương cực lạc quốc, thử nguyện hồi hướng công đức lành này đến cho chư vị hương linh phong linh hương linh thai nhi và đặng đặng chư hương linh anh hùng chiến sĩ vị quốc dân thân đồng bào tử nạn hợp nhị lỗi. Giờ này xin cung kính đại chúng chúng ta đồng chắp tay trang nghiêm thành kính niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật, 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 quyền nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tất phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.